Anh Trọng ơi, chào mừng người trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ review cái chống bát khiến anh em. Sau đó mình sẽ test thử cho anh em xem. Đây, thì chống này là mặt da trâu anh em, khá là dày. Đây, khá là dày đó. Dán cái miếng này lên nặng cho nó đỡ ăn mặt trống anh em. Đó, thì đây có 5 dàn đinh. Đinh này là đinh cúc đồng, có khoen đồ các thứ. Đây, thì nó có bọc những cái dòng này lại để cho nó không có bị bung cái trống anh em. Thì trống này là khung này là gỗ ghép đó, chắc là gỗ mít. Đây, không có sơn gì nhiều anh em, chỉ có bào láng rồi lên sơn bóng thôi. Đây, những cái khoen này là làm bằng da trâu luôn. Đây, đây là da trâu anh em, đóng đinh cúc luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quay bên trong cho anh em xem. Thì bên ngoài chỉ đơn giản vậy thôi, trống thì chỉ có vậy thôi chứ không có gì nhiều anh em. Ok anh em, thì đây là bên trong đó, anh em thấy không? Đây có 4 cái lò xo, thì cũng đơn giản vậy thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Ok anh em, thì bây giờ sẽ test thử chống ba khía 5 tấc nha anh em. Ok anh em, thì bây giờ sẽ ghép xả vô luôn nha anh em. Ok anh em, thì bây giờ sẽ test chống ba khía đánh phật sơn hai lỗ nha anh em. Bây giờ mình sẽ đánh thử một khúc phật sơn anh em. Lại anh em. Okay.
thật, lấy cái thật. Bukan ya.